quá à. Mới tháng 20 ngày mà tôm bự vậy nè bà con. Quá à. Rồi đặt nãy giờ lâu chưa? Sáng lên, 5 giờ rưỡi sáng lên. Cỡ 40kg nha. Bá chạy tôm rồi, bà con ơi. Tôm thẻ Giao Hóa Bình Minh được nuôi theo mô hình quảng canh mật độ thưa là phương pháp nuôi hiệu quả, kinh tế cao, giảm rủi ro cho người nuôi hiện nay. Mô hình này tận dụng tối đa môi trường tự nhiên, không sử dụng hóa chất diệt khuẩn, kháng sinh trong suốt quá trình nuôi. Để hiểu rõ hơn về mô hình này, mời bà con cùng Bình Minh xem hết video này nhé. Phan Văn Nghệ ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, với diện tích nuôi khoảng 1,6 hecta, anh Nghệ đã thả 100.000 bát thẻ Giao Hóa Bình Minh với mật độ nuôi khoảng 6 con trên mét vuông. Trong quá trình nuôi, anh kết hợp sử dụng hạt sinh học Phú Điền và vi sinh Product để duy trì màu nước ổn định, tạo nguồn thức ăn tự nhiên và khoáng hóa nền đáy ao. Đồng thời, anh kết hợp sử dụng khoáng Coral giúp tôm cứng vỏ và có màu sắc đẹp. Kính chào quý vị nha. Hôm nay là Quyền cùng mời quý đại lý của mình ra thăm cái ao của anh Nghệ. Đây là cái mô hình nuôi là tôm thẻ Giao Hóa Bình Minh kết hợp với con tôm sú Giao Hóa Bình Minh và con cô luôn. Đây là mô hình nuôi ghép ba con. Và anh có xài cái sản phẩm là cái hạt sinh học Phú Điền đánh định kỳ, đúng không anh Nghệ? Và có xài một cái men của Bình Minh nữa, đó là cái men Biolus là chuyên xử lý đáy ao. Thì cụ thể như thế nào, tôm ảnh nuôi bao nhiêu ngày thì mình cùng đi ra đổ tôm và ảnh và nghe anh chia sẻ về cái con tôm xua con thẻ Giao Hóa này, rồi coi tốc độ lớn nó như thế nào ha. Rồi mời anh Nghệ. Anh cho biết sau 50 ngày nuôi tôm thẻ Giao Hóa Bình Minh, anh đã thu về được 750kg trong 2 ngày, về sai 50 con trên ký. Sài to hơn, giá bán cũng cao hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với mô hình nuôi tôm thẻ truyền thống. Ông hỏi thiệt không, giờ ông cho ăn bao nhiêu bao thức ăn à? Cái vuông này là em bắt như vậy là em cho ăn mới có 2 bao với 15kg, là tính ra mới có 75kg thức ăn thôi. 75kg thức ăn đó phải, tao bắt 700-700kg tôm rồi đó, thấy chưa? Đừng có cho ăn nhiều. Cái lượng mình thả là nhiêu ngàn? Dạ 10 thùng anh. Là 100 ngàn á, 100 ngàn đầu con á. 100 ngàn đầu con. Có nghĩa là cái mô hình này, thẻ Giao Hóa này là khuyến cáo mình nuôi thưa mật độ, qua nếu mà mật độ anh tính gì là chưa được 5 con mét vuông. Dạ. Chưa được 5 con mét vuông nha. Trong khi đó là có sú là mét vuông con. Rồi cua là thả cho em nhiêu ngàn? Cua vuông này nhiều anh, chắc cả 5-6 ngàn con. Nói chung là cảm ơn đồng chí rất là nhiều. Dạ dạ dạ. Chúc anh một cái vụ mùa thắng lợi và thắng lợi hơn nữa nha. Dạ, 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 dạ. Rồi có okay. Những cái kinh nghiệm gì nhớ chia sẻ cho bà con của mình. Cho biết hiện tại anh đang tiếp tục nuôi để thu về sai to hơn. Tôm thẻ Giao Hóa Bình Minh, hướng đi mới cho mô hình nuôi quảng canh. Mọi thắc mắc bà con liên hệ qua số hotline 1900 866869 hoặc 1900 866636 để được hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn bà con.